Và chào mừng toàn thể anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo tại cơ sở đồ gỗ Trung Kiên Thì uh, trong video ngày hôm nay em sẽ lên cho anh chị một tác phẩm rất là dễ để đẹp trong không gian ngôi nhà mình Cũng như là cực kỳ đẹp em nhá Và đây của em trai là một tác phẩm một cặp bình sen được chế tác trên chế độ là gỗ ngọc am Với cực kỳ nhiều kênh uh, bông và cực kỳ là nhiều bông Anh em mình có thể để trong không gian ngôi nhà mình Để ở phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ thì rất là hợp và những cặp bình sen này, đấy, sen cũng là một cái loài hoa uh, mang ý nghĩa về uh, tổ tiên nữa em mình nhớ em mình có thể để ở bàn thờ rất là đẹp không gian thờ cúng em mình nhớ đấy thì uh, để đối xứng cho em trai hai cặp bình sen phần uh, phần hoa thì sẽ là gỗ ngọc am để mộc phần bình là gỗ ngọc am đã bu phần cuống cành là mây rừng anh em mình ạ với một kích thước rất là khủng như này anh em mình có thể là cân đối so sánh với người em trai ở đây đấy uh, cặp bình xe này thì uh, các bác có thể là mua lẻ hoặc có thể là mua cả cặp cho em trai thì bác nào mà cần cân đối cả cặp thì em đang giao lưu với một mức giá rất là yêu thương thôi chỉ có 12 triệu đồng cho cả một cặp luôn em mình nhá đấy bình to như này mà có 12 triệu đồng anh em mình cân đối cho em trai và em mua lẻ cũng được thì anh em mình cứ liên hệ cho em qua đầu số hotline 0836776688 để em trai có thể là trao đổi cũng như là chốt đơn cho anh chị anh em mình nhá uh, cảm ơn anh chị đã theo dõi xuyên suốt video và hẹn gặp lại anh chị về những video tiếp theo ạ